Ô, xin chào đến tất cả mọi người đã quay trở lại với xưởng gỗ nội thất Giá Tận Gốc. Và ngày hôm nay thì em xin trân trọng được gửi tới cho tất cả mọi người một mẫu sản phẩm làm tần thủy hoàng, cột 12 hàng xó món và làm bằng gỗ mun 100% bên xưởng nhà em mới dựng xong. Và cái hàng này nhà em thì phải nói được rằng là đầu năm nay em thì đang tuyển được những cái cây gỗ rất là già, thế nên dựng được những cái thành phẩm thì cực kỳ là đẹp và bắt mắt. Thì em xin khoảng một chút thời gian để em đánh giá chi tiết luôn vào bộ sản phẩm này. Và khi mọi người đang xem video này thì đừng quên bấm đăng ký và hãy comment thật nhiều ý kiến phía dưới để giúp em tạo động lực làm những bộ sản phẩm mới hơn, đẹp hơn, chất lượng hơn để gửi tới cho tất cả mọi người. Và về phía tay trái của em đó chính là chiếc đoạn. Đoạn này thì nhà em làm là dài là 2m6 và rộng của nó thì là 78, cao của nó thì là 1m25. Và cái mặt ván này nhà em thì đang làm là mặt ván là dày là 1,5 và khuôn tranh của nó thì là 2,8. Và đây là mặt ván liền nguyên một tấm. Đấy, em phải nói thật sự rằng là cực kỳ là chắc luôn. Tại vì em khi những cái sản phẩm đầu năm này này thì em dựng lên cực kỳ là tâm huyết. Đấy, những cái sản phẩm em dựng tâm huyết lên thì em nói thật sự với mọi người luôn, khó có thể mà chê được. Và những cái đường vân của nó thì nổi rất là cuồn cuộn luôn ạ. Đấy, đi sâu vào thì riêng cột nhà em thì làm luôn luôn là cột không có tâm, thì nên mọi người nhìn những cái đường vân của nó cực kỳ là dày và uyển chuyển. Và cái xương cánh này nhà em thì làm là xương cánh là dày là 4 phân. Đấy, đục dấu ấn của theo mẫu tần thủy hoàng và ở giữa thì là con nghê liền và cái dấu ấn ở dưới đây. Và cái hàng này thì xưởng nhà em đang được phun với PUM chống xước hoàn toàn. Và khi mua sản phẩm này bên xưởng nhà em sẽ được bảo hành là 35 mối một công vinh và giao hàng miễn phí 30 cây trong nội thành Hà Nội. Đây thì em xin quay xa và quay ở mặt sau cho mọi người nhìn cho dễ thấy được rằng là khi sản phẩm nhà em mà tuyển vân vậy đấy thì từ mặt trước đến mặt sau thì nó luôn luôn phải là vân nổi cuồn cuộn luôn ạ. Đấy. Và cái dòng gỗ mun này thì nó là cái dòng gỗ mà nó lõi nhiều và bên ngoài nó chỉ cần là một lớp vỏ mình tuốt ra thôi. Đấy, mình tuốt ra thì nó đã đến lõi rồi. Và cái dòng gỗ này rất là đắng và hắc nên là không bao giờ phải lo mối mọt cong vênh. Đấy. Không bao giờ phải lo mối mọt cong vênh. Và kế bên đó chính là chiếc bàn. Bàn của nó thì là rộng là 70 và dài của nó là 1m4. Mặt bàn liền nguyên một tấm và bên xưởng nhà em đang được đục là mặt bàn chống đồng. Đấy, những cái bàn đục này thì nó phải yêu cầu mặt ván nó rất là dày và thì lên. Cái bộ sản phẩm này thì nhà em đã đặt vào đây. Đấy, nhìn cực kỳ là bắt mắt và hai bên có ngăn kéo kéo ra kéo vào đầy đủ. Và khi mua sản phẩm này nhà em sẽ được tặng kèm thêm là kính là dày là 1 phân. Đấy, kính là dày là 1 phân cho đôn kẹp bàn cũng như là bàn. Đấy, thì em vừa nói vì sao gỗ nó được cái lợi thế như vậy. Thế nên bên xưởng nhà em khi mua sản phẩm gỗ mun này này sẽ được bảo hành là 35 mối một công vinh. Đấy, khi mua tại xưởng gỗ nhà em. Và thẳng đối diện đó chính là hai chiếc ghế đơn. Và ghế đơn này của em thì là rộng là 78 và dài của nó thì là 1m1 và cao của nó thì cũng bằng với mặt đoạn luôn ạ. Đấy, riêng một người làm gỗ như em khi nhìn tới cái dòng gỗ mun này này thì đã quá là ưng rồi. Đấy, không biết mọi người như thế nào nhưng mà theo góc độ của em thì em cực kỳ là thích dùng gỗ mun. Đấy, cái đường vân nó lõi như thế này và những cái hàng mà tuyển gỗ ấy thì em phải nói thật sự rằng là 2 đến 3 năm nữa thì giá thành của nó sẽ lên cao rất là nhiều. Đấy, và đây chính là chiếc ghế đơn tiếp theo nhà em. Những cái đường vân của nó cực kỳ là lõi và dày. Và em xin quay luôn cả mặt sau cho mọi người cùng xem. Riêng mà để gỗ trong nhà thì không có cái gì mà nhất là gỗ thịt, không bao giờ có cái gì có thể bàn cãi được. Đấy. Và khi mọi người xem video này đừng quên bấm đăng ký và hãy comment thật nhiều ý kiến phía dưới giúp em ạ. Và ai có nhu cầu xin liên hệ em và muốn tư vấn bộ sản phẩm này này thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0989 350092. Và xưởng nhà em là ở đối diện cổng công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Và em xin báo giá luôn là bên em đang được bán một sản phẩm này với giá chỉ có là 31.800.000 mà thôi. Đấy, 31.800 thì mọi người đã có thể sở hữu được một bộ sản phẩm đẹp ý như thế này rồi ạ. Đấy, thì hiện tại cái bộ sản phẩm thì em đang quen như thế này này thì vẫn đang chưa có chủ đâu ạ. Mọi người cứ nhanh tay thì cứ liên hệ em qua số điện thoại trên màn ảnh nhỏ của mọi người. Đấy,
Và kết thúc video tại đây thì em xin chào mọi người và hẹn mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.